anh nhanh cái tay lên, thằng chồng em nó về là chết cả lũ đấy. Từ từ, sợ gì là khỏe. Vợ hai lần rồi đấy, anh có làm được việc không đấy? Anh Hà. Anh Đức. Hóa ra là em mang bầu giả à? Anh Đức, em... Tôi không ngờ cô lại làm cái trò tán tận lương tâm như thế đấy. Uổng công thằng em trai tôi nó yêu thương cô, đối xử tốt với cô như thế. Anh Đức nghe em giải thích đã. Giải thích cái gì nữa? Mọi chuyện rõ như ban ngày thì còn gì nữa. Mà thằng này, mày là ai? Anh ấy là bạn em. Anh về trước đi để em giải quyết chuyện gia đình. Đứng lại đã. Nó không phải là bạn của cô đúng không? Cô với nó có quan hệ bất chính đúng không? Làm gì có. Này, sao không trả lời đi? Dám la mà không dám nhận à? Sao sống hèn vậy? Đi mẹ đi. Thằng này chứ sống phũ chứ chưa bao giờ sống hèn cả. Anh điên à? Về đi. Sớm muộn gì thì anh em nhà nó cũng biết quan hệ của chúng ta. Chi bằng hôm nay ấy, nói tuyệt là cho nó nhanh. Nhưng mà... Sợ cái gì? Về báo cái thằng em què của mày ấy rằng từ nay vợ của nó sẽ là người yêu mới của tao. Tôi biết ngay mà. Tôi không ngờ cô lại làm cái trò bí ổi như thế đấy. Dám dẫn nó vào nhà của tôi. Cô không sợ... Sợ cái gì? Hả? Sợ cái gì? Mày có biết tao là ai không? Tao biết chứ. Mày là thằng đi phá hoại hạnh phúc của người khác. À! Biết điều thì câm miệng đi. Thế không đừng có trách tao. Mày đừng có mà ngông cuồng. Loại người như mày ấy sẽ phải đi trả giá. Trả giá? Trả giá? Chỉ có cái lũ nghèo như chúng mày mới tin vào cái luật nhân quả thôi. À, nói cho nó biết thân phận của anh là gì đi. Anh im miệng đi Đức. Anh bác không phải là người dễ đụng vào đâu. À, cô nói đi. Nó là ai? Nó là thần thánh phương nào mà dám làm những trò bí ổi như vậy? Anh bác chính là phó giám đốc chi nhánh Hưng Long của FVM đấy. Cái gì? Nghe rõ chưa? Phó giám đốc. Nếu biết thân phận của tao rồi thì chắc là quỳ xuống lại gần đây và xin lỗi anh đi chứ. Cái gì? Chỉ là một chức phó giám đốc nhỏ nhoi mà dám lên mặt coi thường người khác như thế à? Thanh danh của FVM bị phá hủy bởi những người như mày đấy. Chỉ tiện này. Thôi anh Đức, tôi nghĩ anh nên coi như không có chuyện gì xảy ra đi. Về mà chăm sóc thằng em tàn tật của anh ấy. Còn bây giờ tôi sẽ đi theo anh bác. Người nói ra câu đấy là tôi và người em trai đáng thương của tôi. Loại người đáng khinh như cô không xứng đáng ở lại ngôi nhà của chúng tôi. Này, làm như tình yêu của tao thích ở trong căn nhà rách của mày đấy. Anh đừng coi thường người khác như thế. Coi thường á? Tao không những coi thường mày, tao coi thường cả cái dòng họ nhà mày đấy. Nghe này, thằng em thì què quặt, có vợ đẹp không biết hướng. Còn thằng anh thì đi bỏ xứ 10 năm, bây giờ về nghèo vẫn hoàn nghèo. Có gì mà để người ta coi trọng? Anh chưa biết gì về tôi thì đừng mỉa mai và coi thường tôi. Cái thứ vô đạo đức. Cái thằng nghèo hèn này, xem ra từ nãy tới giờ tao xỉ vả mày mà mày vẫn chưa khôn được ra nhỉ? Thôi anh, sao từ nãy đến giờ anh cứ đụng chân đụng tay là thế nào? Nhưng mà không dạy cho nó một bài học thì nó không khôn được ra. Cái loại này nói mồm nó không nghe đâu. Anh còn nữa, Trắng ơi, thử đụng vào anh trai tao xem. Tùng. Ông sao anh đi chơi bên hàng xóm cơ mà? Tôi mà đi thì ai quay lại những cảnh này chứ? Ồ đúng là thứ đàn bà lóng loạn mà. Rồi sao nữa? Tôi sẽ kiện hai người ra tòa. Anh kiện tôi, anh lấy tư cách mình kiện tôi. Này cô và em trai tôi vẫn đang là vợ chồng hợp pháp. Bây giờ cô phạm lỗi thì em trai tôi có quyền kiện cô thôi. Thế còn thanh xuân của tôi thì sao? 10 năm của tôi phải sống với cái thằng tàn tật này đấy. Lẽ ra tôi phải kiện anh ta bởi vì lấy mất đời con gái của tôi mới đúng chứ. Này, trước khi cưới cô, bố mẹ và em trai của tôi cưới hỏi cô đàng hoàng. Mà tại sao cô dám bảo là em trai tôi cướp mất đôi con gái của cô? Cưới hỏi đàng hoàng á? Chẳng qua chỉ là thủ tục che mắt người đời thôi. Sự thật đằng sau thì... Cô im đi. Anh sợ à? Anh hèn hạ không dám nhớ đến chuyện trước kia đúng không? Bây giờ anh kiện tôi á, tôi hoàn toàn có thể kiện ngược lại anh đấy. Mày nghe rõ chưa? Tình yêu của tao nó muốn kiện ngược lại mày đấy. Thôi được rồi, tất cả giải tán đi. Xem như chưa có chuyện gì xảy ra cả. Anh thấy chưa? Đâu có dám làm căng với em đâu. Đúng nè, vừa hèn lại còn què nữa. Kiều Tùng, có chuyện gì thì em nói đi. Cái thứ con gái hèn hạ thế này không thể bỏ qua được. Anh Đức ạ, em chỉ muốn yên ổn cửa nhà thôi. Hà,
tôi sẽ tha thứ cho cô. Nhưng mà cô phải toàn tâm toàn ý với tôi. Ôi giời ơi, tôi chán cái cảnh một túp lều tranh hai cái chân quẻ của anh lắm rồi. Từ nay về sau tôi đi theo anh Bắc. Đi theo anh ta, anh ta sẽ không đem lại hạnh phúc cho cô đâu. Nhưng mà anh ấy có tiền, có thể đảm bảo cuộc sống cho tôi. Tôi không thể khổ mãi như thế với anh được. Kiều Tùng, em làm gì có lỗi với cô ta? Em nói cho anh biết đi. Em... Mà thôi, chuyện này anh không biết thì sẽ tốt hơn đấy. Tình yêu, em có thể nói cho anh và cái thằng nghèo này biết cái thằng què này đã làm gì em không? Anh tò mò quá. Hà, tôi xin cô đấy. Cô đừng nói, tôi sẽ tha thứ cho cô mà. Nói đi, anh cho 100 triệu. Hà, tôi xin cô mà. Cô đừng nói. Hắn ta đã ngủ với chị gái em trước khi lấy em đấy. Wow. Hóa ra cái thằng què như mày xấu cũng hưởng phết nhỉ. Thế mà mày đặt làm người bị hại à? Lúc đấy nó chưa què, bố em cú quá đánh cho què đấy. Ngay từ lúc đấy em đã không còn tình cảm gì với nó rồi. Nhưng mà vẫn phải lấy nó vì sợ bố em phải đền tiền cho nhà nó đấy. À, bảo sao khi chúng mình yêu thương nhau thì đời con gái của em vẫn còn. Hóa ra là như thế đấy à? Thì đương nhiên, nó làm gì sống, chỉ có anh thôi. Hà, chẳng qua là lúc đấy cô và em gái cô giống nhau mà. Ôi, mày im đi. Đào hoa thì nhận là đào hoa, còn nói là người bị hại. Tùng ơi, Tùng ơi, Tùng ơi, em sao đấy Tùng ơi, Tùng. Nó không cãi được, nên nó cú quá nó lên cơn đấy. Thôi, chết sớm đi cho đỡ chật đất. Này cô nói cái gì vậy? Cô đang làm vợ hợp pháp của nó đấy. Mong giúp tôi, đưa nó vào bệnh viện đi. Vợ hợp pháp á? Tôi với nó đâu có đăng ký kết hôn. Bây giờ tôi ở một địa vị khác rồi. Tôi là người yêu của anh Bắc, vợ tương lai của anh Bắc, người giàu nhất cái làng này. Mày nghe thấy gì chưa? Ở cái xã hội này, có tiền thì sẽ có quyền. Còn không có tiền thì những cái ánh mắt van xin như lũ nghèo cho mày đấy. Này, sao có người độc ác thế? Các người không nghe câu, cứ một vạn người, hơn xây bảy tòa tháp à? Xây bảy tòa tháp á? Ôi dồi ôi, anh Bắc người yêu tao, xây 10 tòa cũng được, nói chi là 7 tòa. Thế nên việc gì tao phải giúp những lũ nghèo chúng mày? Anh Đức, anh vào kệ cô ta đi. Vào trong nhà lấy thuốc cho em ơi. Ờ, được rồi, để anh vào lấy cho em. Thuốc đây. Nào, bạn ơi, đưa thuốc cho tôi cái. Thằng em tôi nó đang thế này rồi. Mau giúp tôi với. Muốn thuốc đúng không? Thế thì quỳ xuống, nói to 100 lần. Em xin lỗi chị Hà, người yêu của anh Bắc, người quyền lực nhất kết về bờ. Này, mày nói cái gì đấy? Mày đưa thuốc cho tao đi. Thằng em tao sắp chết rồi này. Quỳ đi, mày quỳ xuống càng chậm, thằng em mày chết càng nhanh. Lúc đấy tao sẽ đi tung tin đồn, chính mày đã giết chết thằng em trai tàn tật của mày đấy. Ông trời ơi, sao tên tuổi của FVM của tôi lại có loại người như cậu? Tôi sẽ khiến cậu mất tất cả. Được rồi, tôi chỉ quỳ xuống là được chứ gì. Quỳ đi. Anh, nói to lên. Tôi xin lỗi cô Hà, người yêu của anh Bắc, người quyền lực nhất FVM. Tao đã nói với mày rồi, đừng có đụng đến anh Bắc, giám đốc công ty. Đây là hậu quả của việc không biết vị trí của mình đặt ở đâu đấy. Tôi quỳ rồi, xin các người đưa thuốc cho em trai tôi. Thuốc này. Anh. Mày làm cái gì vậy? Hôm nay tao sẽ liều mạng với mày. Đứng đây lại! Các người không thấy người bệnh đã thoi thóp thế này à? Mà còn đánh nhau. May quá, Trúc đến rồi. Trúc giúp em trai anh với. Đáng tiếc thật đấy, đáng lẽ ra thấy cảnh anh em chia lìa rồi. Cô làm vợ kiểu gì mà thấy chồng mình bị bệnh thế này mà còn đứng làm vui? Đạo đức của cô bị chó tha rồi à? Tao với nó thì vợ chồng gì? Bây giờ tao là vợ anh Bắc. Còn mày thích cái loại hàng này, lấy đi. Nhân cách thì tồi tệ, đạo đức thì không có. Đúng là ông trời có mắt khi mà cho cô mắc bệnh khó chữa. Mày nói cái gì? Mày nói lại đi. Tôi không thích nói nữa đấy. Nói đi, người yêu tao bị làm sao? Nó đang tính moi tiền em đấy anh ạ. Mình đi. Thường hay khó thở, tiết nhiều mồ hôi, hụt hơi, chóng mặt. Cô quên là ngày trước cô thường hay đến phòng khám. Mày im đi. Sớm không nói muộn không nói. Bây giờ mày nói là mày định phá ta. Anh Tùng không chữa bệnh, dùng tiền mua thuốc để mời bác sĩ về hội chuẩn. Một người chồng yêu thương cô như thế mà cô đối xử tồi tệ như thế à? Này Tùng, Trúc nói như vậy có phải như thế không? Anh à, dù gì trận em cũng tàn phế rồi, cũng không chữa được nữa. Em nợ cô ta nhiều lắm. Này, từ lúc cô ta phản bội em thì ân tình của cô ta và em đã hết rồi. Em đừng làm khổ mình nữa. Thôi. Nghe cái lũ nghèo chúng mày tỉnh với nghĩa nhất hết cả đầu. Nói tóm lại là người yêu tao hết bao nhiêu tiền tao trả. Tốn rất nhiều tiền,
một vài tỷ là chuyện bình thường. Nhưng mà em vẫn đáng giá hơn một vài tỷ phải không anh? Đương nhiên là... Tôi nhớ không nhầm thì với chức giám đốc chi nhánh tiền lương không quá 20 triệu thì lấy đâu tiền tỷ mà chữa bệnh cơ chứ? Tao lấy đâu ra tiền tỷ thì bạn tao? Ít nhất ra tao có 20 triệu, còn cái lũ nghèo như mày có gì? Một xu chính tôi không có à? Hà, tôi sẽ bỏ qua cho cô. Chỉ cần cô quay lại với tôi sẽ chữa bệnh cho cô mà. Này, sao mày dạy thế hả Tùng? Với những việc cô ta làm như thế, cô ta không xứng đáng để mày đối xử như vậy đâu. Em xin anh đấy anh Đức ạ. À, em nợ cô ta nhiều quá, em phải bù đắp cho cô ấy. Em cầu xin anh mà. Em yêu, em cho nó ăn cái gì mà nó lụy em thế? Thì đương nhiên, 10 năm sống trong ân hận thì phải như vậy chứ. Bạn ơi, bạn yêu Hà, nhưng mà Hà lại yêu tôi. Đấy, anh Bắc nói đúng rồi đấy. Ui, anh bỏ ngay cái câu chuyện mối tình đầu, tình yêu chân chính đi. Bây giờ tôi theo anh Bắc rồi. Có vẻ như cô rất tự hào về người yêu coi trời bằng vung của mình. Được rồi, hôm nay tôi sẽ cho anh ta thân bại danh liệt. Mày nghĩ tao sợ mày à? Alo, thư ký Trinh à? Cô đến nhà tôi ngay nhé. Chắc không phải Trinh sếp của mình đâu nhỉ? Xin giới thiệu với mọi người, đây là chủ tịch của công ty SVM. Cái gì? Chủ tịch của SVM á? Mày đi khám bệnh nhiều quá, mày thần kinh luôn rồi hả Trúc? Trúc ơi, không phải nói gì được đâu. Anh tin, rồi họ sẽ đi cầu xin anh thôi. Chỉ có lũ nghèo mới đi cầu xin thôi. Nếu mà mày làm được tao với anh Bắc cầu xin thì tao sẽ xem xét. Sếp ạ, có chuyện gì mà sếp muốn gặp em vậy ạ? Ui, sếp! Ui, cần do nào đưa sếp đến hàng của em vậy? Sao sếp không báo em trước để em ra đón ạ? Chào hỏi chủ tịch chưa? Anh có diễn phúc lắm, mới được gặp chủ tịch đấy nhá. Chủ tịch á? Chị nói cái thằng nghèo này là chủ tịch à? Chị có nhầm lẫn ở đâu không ạ? Đây chỉ là một thằng vừa nghèo vừa ảo tưởng thôi mà. Hai người im đi, chẳng lẽ sếp của tôi nhận không ra sao? Cô Trinh này, phó giám đốc Bắc đây, vừa ngoại tình với em dâu của tôi, vừa hành hạ em trai của tôi và xúc phạm tôi rồi đấy. Cái gì? Chuyện này Bắc, sao cậu có thể làm những chuyện như thế này hả? Tôi có mắt như mù nhưng đỡ cậu đấy. Từ ngày hôm nay hãy biến ra khỏi công ty ngay. Giám đốc ơi, chủ tịch ơi, em biết lỗi của mình rồi, em xin anh tha thứ cho em. Bỏ qua cho em ạ. Bỏ qua? Tôi không bao giờ bỏ qua cho cậu đâu. Một người bị ổi, giả dối, lừa lọc, ngoại tình như cậu, tôi sẽ làm tất cả mọi thứ để cậu không ngóc đầu được ở cái đất Hưng Long này. Và còn cả cô nữa. Cô đúng là một người phụ nữ tuyệt vời đấy. Anh Đức ơi em... Cô im đi. Loại con gái nhỏ nhen thích đòi hỏi như cô sẽ không bao giờ ngóc đầu lên ở đây được đâu. May cho cô là hôm nay có thằng em trai của tôi ở đây. Nếu không, người tiếp theo tôi xử lý là cô đấy. Anh có thể tha thứ cho em lần này thôi được không? Thôi đi cô Hà, chúng ta hết duyên rồi. Cô Trinh, cô đưa hai người bị ổi này ra khỏi nhà tôi đi. Cô biết xử lý thế nào rồi đấy? Vâng, em biết rồi thưa sếp. Sếp. Hai người đứng đây làm gì nữa? Mau biến khỏi đây đi. Tất cả là do mày, cô đàn bà đăng loạn này. Mày phá hại cuộc đời tao đấy. Mày dám sơ tao ở thằng chó này, tại mày đấy. Im đi.